Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong thị trường hiện nay thì có rất nhiều các loại xe bán tải ở các dòng xe khác nhau. Ví dụ như Toyota Hilux, hoặc Nissan Navara, hoặc là Chevrolet Colorado, hoặc là Ford Ranger. Hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải của hãng Mazda. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Đây là cái phiên bản B50 số tự động một cầu và được sản xuất năm 2014, nhập khẩu tại Thái Lan ạ. Chiếc xe này sở hữu là chiếc xe màu xanh ạ. Đấy, trước máy quay của quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn cũng biết đây rồi ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký biển Hà Nội và đã chạy được 14 vạn km rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về được thôi, và đồng hồ công tơ mét cũng rất là chuẩn đấy ạ. Lát nữa thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Và chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về và chúng tôi đem ra đây quay cho quý vị các bạn cùng xem luôn ạ. Còn chưa kịp rửa luôn đấy ạ. Tất cả là còn nguyên từ lúc chúng tôi đem về đến cửa hàng nó như nào thì tôi đem ra đây tôi quay ngay vào luôn cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Chưa kịp rửa. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe BT50 sản xuất năm 2014 này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng thôi ạ. Chỉ 425 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe bán tải đa dụng BT50 này ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn trả góp, chúng tôi sẵn sàng làm trả góp cho quý vị các bạn. Nếu như chiếc xe này chúng tôi đang bán là 425 triệu đồng mà quý vị các bạn muốn trả góp thì quý vị các bạn có thể chỉ cần bỏ ra hơn 100 triệu thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe BT50 này rồi đấy ạ. Đây là cái phần đầu của xe đây ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Tất cả là còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa đâm đụng, chưa tai nạn gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Cặp đèn pha còn rất là mới, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả đâu ạ. Đèn pha này còn rất mới đấy ạ. Rất mới, rất là sáng. Đấy, cặp đèn pha cả hai bên đều rất là mới, rất là sáng, rất là đẹp ạ. Vì còn nguyên bản hết. Đây là cái phần bậc cửa của chiếc xe. Khác với những dòng bán tải khác thì chiếc xe Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 này là cái bậc cửa bằng kim loại rất chắc chắn, không giống như chiếc xe Colorado, bậc của nó bằng nhựa rất là mỏng manh, dễ vỡ. Đây, chiếc xe này là bậc kim loại, bậc nhôm rồi. Rất là đẹp và sáng ạ. Còn đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản đấy. Cặp đèn hậu cũng rất là mới, chiếc xe này còn tất cả các chi tiết còn rất là đẹp. Chúng tôi chắc chắn là không phải làm cái gì, chỉ có việc rửa đi để bán thôi ạ. Và đây là chúng tôi vừa mới mua về còn chưa kịp rửa cơ. Đèn hậu rất là đẹp ạ. Cũng đã được trang bị thêm là cái cảm biến lùi đây rồi. Cảm biến lùi nguyên bản của xe, camera lùi, đầy đủ cảm biến lùi, camera lùi. Với la răng 17 in, la răng đúc 17 in. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã thay lên cả một dàn lốp mới rồi ạ. Vì chiếc xe chạy 14 vạn km rồi, cho nên đây là cái dàn lốp thứ hai. Và là dàn lốp này thì mới thay, còn rất là đẹp ạ. Đấy, tất cả là còn rất là đẹp hết ạ. Dàn lốp mới thay, bậc cửa cũng còn nguyên bản ạ, chưa có xước sát gì cả. Dàn lốp thì rất là đẹp rồi, rất là dày vì mới thay xong. Và đây là cái phần bên dưới lòng dè của xe đấy, giảm sóc đấy. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, chưa có rửa gì, nó hơi bẩn chút thôi, chứ gầm thì chưa han gì gì đâu ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây, để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Đây là cái phần gầm cho quý vị các bạn cùng xem. Chúng tôi chưa có rửa, chưa dọn dẹp gì cho nên là nó hơi bẩn chút thôi, chứ tất cả còn đều rất là đẹp đây ạ. Và rất nhiều khách hàng của tôi ở ngoài tỉnh đến mua chiếc xe bán tải của tôi và chia sẻ là nếu như xe ở Hà Nội thì anh em rất là yên tâm vì cái gầm của nó rất là đẹp. Vâng, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này gầm cũng rất là đẹp vì chiếc xe chạy ở Hà Nội ạ. Đăng ký biển Hà Nội, chạy ở Hà Nội luôn, cho nên là gầm nó còn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Nhìn về mặt tổng thể ở bên ngoài thì cái ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều.
chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên là nước sơn rất là bóng, nền rất là căng, tất cả còn rất là đẹp ạ. Đẹp từng chi tiết ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng, lắp thêm nắp thùng này và đã hoán cải đầy đủ cẩn thận rồi ạ. Cho nên là quý vị và các bạn đi cũng yên tâm, không sợ bị cảnh sát giao thông phạt đâu ạ, vì là cái phần nắp cái thùng này đã hoán cải rồi ạ. Nếu như những chiếc xe này mà lắp nắp thùng mà không hoán cải thì đi ra đường thì rất dễ bị công an phạt. Nhưng chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng và đã hoán cải, đăng kiểm đầy đủ hết cả rồi. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về cái nắp thùng này. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Và gương chiếu hậu này là gương gập điện và tự động bấm khóa là tự động gập rồi. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chủ xe đi rất là ít ạ. Và chúng tôi đến mua về là còn nguyên như này, chủ xe đi ít lắm, để mang nhện bâu hết cả lên các chi tiết của xe đây rồi. Chúng tôi vừa mới mua được chiếc xe này về là chúng tôi đem ra quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay ạ. Chưa kịp rửa đâu ạ, tất cả là còn nguyên bản. Mua như thế nào là chúng tôi đem quay cho quý vị và các bạn xem luôn đấy ạ. Lát nữa thì chúng tôi mới đem đi rửa, chứ còn bây giờ thì chúng tôi chưa rửa. Đem ra đây quay cho nó thật, cho quý vị và các bạn có thể thấy được là chiếc xe này nó còn nguyên bản hay còn zin như thế nào. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi vào tìm hiểu về cái khoang nội thất của chiếc xe sau 6 năm sử dụng với 14 vạn km. Thì mời quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả keo chỉ tôi cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem luôn đây ạ. Keo chỉ thì là không có mất một phân keo chỉ nào cả, tất cả còn rất là đẹp ạ. Táp bi cửa còn rất là mới đấy ạ, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa, nó bẩn đấy ạ. Tất cả đây là đều bẩn hết đấy ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh gương gập điện đấy ạ. Đấy, phải bật chìa khóa điện đấy thì cái gương này mới gập được. Đây là cái phần nội thất của xe. Vô lăng đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vô lăng còn rất là đẹp. Chạy có 14 vạn km thôi, cho nên còn đẹp lắm ạ. Vô lăng cần số còn rất là đẹp, nguyên bản hết ạ. Ghế da xịn theo xe đây ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, ghế da xịn đây ạ. Chúng tôi chưa có làm lại gì đâu nhé. Tất cả nó còn nguyên bản hết. Có sao thì tôi nói vậy, chứ không, tôi không phải là tôi đem ra đây tôi làm đẹp với các thứ lên. Vì những cái dòng xe bán tải này thì nói thật với quý vị và các bạn, chúng tôi càng tiết kiệm được bao nhiêu thì cái giá thành của xe nó càng rẻ bấy nhiêu. Chúng tôi muốn đem đến chiếc xe cho quý vị và các bạn cái giá thành nó tốt nhất. Nếu như chúng tôi đi làm lại thì là cái giá thành nó lại lên rất là cao. Đấy, thưa với quý vị và các bạn. Và đây chính là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái. Tất cả keo chỉ là cũng còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa thì rất là đẹp đấy ạ. Nội thất ở cái đằng sau này thì rất là mới rồi ạ. Đây, thưa với quý vị các bạn, phần ghế sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là nó rất là đẹp ạ, sạch sẽ đẹp đẽ. Và đây, thưa với quý vị các bạn, chủ xe rất là cẩn thận, đã bọc trần ni lông từ ngay khi lúc mới. Chủ xe bảo là, chủ xe cũng chia sẻ là khi mua chiếc xe này là bọc trần luôn đấy ạ. Cho nên là bây giờ nếu như bóc cái phần ni lông trần này ra thì là cái trần nó còn mới nguyên ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản rất là đẹp. Và đây là táp bi cửa phía sau bên phụ, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp ạ. Ốc bản lề tất cả còn nguyên hết đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên nó còn rất là mới, rất đẹp. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng thôi ạ. Chỉ 425 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải đa dụng, 5 chỗ ngồi và số tự động này đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết còn nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm gì cả. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy. Ốc bản lề này, tất cả còn nguyên. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Và chủ xe thì đã lót sàn da ngay từ khi lúc mới mua xe. Đây ạ, lót sàn da. Ghế bên phụ này thì còn rất là đẹp. Ghế này là ghế da xịn theo xe đấy. Chưa có làm lại một chỗ nào đâu. Tay nắm cần số này, vô lăng rất là đẹp. Tất cả còn rất là mới.
Vậy nếu như quý vị và các bạn nào quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem về cái phần nội thất của chiếc xe Mazda BT50 2014 này. Đầu tiên tôi sẽ nổ máy ra cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn xem qua về cái phần đồng hồ của chiếc xe. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe chạy được 14 vạn km chuẩn rồi đấy. 14 vạn km và chiếc xe này còn rất là đẹp đây. Cái phần bảo dưỡng của chiếc xe đây. Chiếc đồng hồ này đang là 14 vạn 179 nghìn km thì là vừa mới bảo dưỡng xong. Và cái lịch bảo hẹn bảo dưỡng đây ạ, hẹn bảo dưỡng, thẻ nhắc bảo dưỡng tại hãng, bảo dưỡng lần tới tại 14 vạn 4249. Đấy, thưa với quý vị và bạn, còn khoảng 3.000 km nữa thì lại đến lịch thay, hoặc là tháng 1 năm 2021. Đấy, chiếc xe này đi cực kỳ ít ấy, vừa mới bảo dưỡng xong. Nên quý vị và các bạn nào muốn sở hữu chiếc xe này về thì quý vị và các bạn có thể rất là yên tâm, chỉ việc sử dụng thôi. Và cái vô lăng thì quý vị và các bạn xem đây, vô lăng cần số chuẩn 14 vạn thì nó đẹp như thế này đấy. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Cần số này, vô lăng này. Chiếc xe được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây, thưa với quý vị và các bạn, điều hòa đây, cửa gió này, tự động hai vùng đây, bên lái bên phụ khác nhau này, đầu CD này. Đây, tôi sẽ mở cái đầu CD cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đầu CD. Thôi tôi tạm cho nhỏ đi đã, để tôi nói cho quý vị các bạn còn nghe được. Chứ vì này, đầu CD này, radio này, đầy đủ các option rồi. Cho nên là ở một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải thì option như thế này là tương đối là ổn định rồi đấy quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc mua về đổ dầu vào và chạy thôi. Nếu như muốn sang tên cho chính chủ thì chỉ việc đi sang tên, khoảng mất thêm mấy triệu tiền trước bạ nữa là đã được sang tên chính chủ của mình rồi. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó chính là trái tim của chiếc xe đây ạ. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 2014 này là một cái khối động cơ 2.2 lít và là động cơ diesel đây ạ. Và chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem gì ở cái động cơ này thì quý vị và các bạn xem đây ạ, tôi quay chi tiết đây ạ, tất cả các ốc của cái động cơ này nó còn nguyên bản hết đây ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có phải làm lại máy vì chiếc xe này chạy có 14 vạn km thôi. Đối với những chiếc ô tô nếu không lỗi lầm, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không làm gì cả thì cái máy móc của nó chạy 3-40 vạn cũng chưa chắc đã phải làm máy đâu ạ. Và chiếc xe này mới có 14 vạn và không bị đâm đụng, không bị tai nạn gì cả. Cho nên là tất cả nó là còn nguyên bản hết ạ. Máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Và đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái ốc cabo của chiếc xe. Ốc cabo này, keo chỉ của xe này, từ ốc cabo đến keo chỉ của xe tất cả còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản hết. Ốc tai cũng còn nguyên bản hết ạ. Ốc xương đầu cũng còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ chiếc xe này là còn nguyên bản, chưa có bị tai nạn đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Với động cơ này thì chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, chưa có bị làm lại máy đâu ạ. Và chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà cái máy móc nó đã đẹp như thế này rồi. Thì quý vị các bạn biết được chủ xe đi cũng giữ gìn cẩn thận như thế nào rồi đấy. Chủ xe đi cực kỳ giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này đấy. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần nắp thùng của xe đây ạ. Chủ xe đã lắp thêm cái phần nắp thùng này ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, nắp thùng này. Và tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nắp đằng sau đây, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không. Thì mời quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả các ốc sau này của nó còn nguyên bản hết ạ. Điều này là chứng tỏ này, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm từ phía sau đâu. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ.
và chủ xe cũng chở rất là ít đồ, cho nên là cái phần thùng này nó chưa có bị xây xước gì cả, tất cả nó còn nguyên bản hết đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.